vạch cho cô nào, không ùn ra, đi thẳng lên, không phải ùn ra nữa. Thank you.
vạch cho cô nào, không ùn ra, đi thẳng lên, không phải ùn ra nữa. Thank you.
xin mời anh Kim Nhàn. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trị trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ chân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lấy nấy phần thưởng gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.